bài nữa em. Đề văn thì em thấy là bình thường, còn đề tiếng Anh thì dễ ạ. Ấn tượng nhất của văn của em chắc là đoạn văn đấy. Đoạn văn luận từ sống, luận văn học ạ. Em thấy đề thi năm nay cũng khá hơn so với học sinh, và so với văn năm thì nó cũng hơn, nó cũng dễ hơn một chút ạ. Nhưng mà em thấy là nó có tính phân loại cao. Nên là đề văn năm nay thì khá là thật, và mọi người cũng trọng tâm tốt ạ. Nên là em thấy là một đề văn năm nay khá vượt sức và cũng ngon. Nên là em hiểu vào sức cả bài luôn. Cũng là có ấn tượng, cũng là không ấn tượng cả. Không có gì là ngoài ấn tượng, nó cũng là một cái con đấy, nó chỉ là rất ngắn đầu đại ý. Em thấy là 90 phút thì cũng khá là đủ để làm môn văn, để như biết những ý chính ra và kiểu biết tự căn thời gian. Nhưng bản thân em thì em thấy Covid nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, tại nếu như Covid ở nhà thì em cũng được kiểu tự ôn tập ở nhà nhiều hơn là tự bản thân mình thôi. Em thấy nó cũng ở tầm trung giống như năm khác thôi, chứ không hẳn là quá khó. Làm thì em chắc tầm 89%. Em